Nhà xa, gia cảnh khó khăn, nhưng các em học sinh dân tộc Khmer, dân tộc Mông đã được ở lại khu ký túc xá ấm áp, kín gió như thế này. Đây nhà trường lo ăn và kiểu chăn chiều ngủ thì nhà trường cũng phạt cho. Số học sinh người Khmer thì vẫn ít hơn người Thái với cả người Mông ạ. Nhưng mà cái tinh thần học tập như thế nào vậy? Dạ thì vẫn bình thường, ổn. Ở đây thì học, ngoài học tập là nhà nước đều lo ăn uống mọi cái như thế nào? Dạ thì vẫn đầy đủ, nhà nước với cả nhà trường cung cấp ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đầy đủ theo giờ giấc. 17 giờ 10 phút, khi màn sương lạnh giăng kín sân trường, cũng là lúc tiếng kèn báo bữa ăn tối của các em học sinh trường dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bắt đầu. Thời điểm này thì nếu mà nấu sớm quá thì sợ ngủ cho học sinh đi. Nên nhà trường chừng được mức độ nấu là thường thường là buổi chiều là phải tầm 2 giờ đến 3 giờ thì mình nấu để làm sao đảm bảo cái độ nóng giòn cho các em học sinh. Dạy học tại vùng cao Kỳ Sơn, các thầy cô giáo ở đây đã chứng kiến những thiệt thòi của học sinh do gia cảnh khó khăn. Để bù đắp, giáo viên nơi đây đã cố gắng rất nhiều để các em có được bữa ăn ngon, giấc ngủ ấm. Cùng với đó là được hưởng thụ đời sống tinh thần phù hợp với độ tuổi. Bộ mẹ là phải mặc cho tất cả thầy các cô cả. Từ bắt đầu thứ hai đến là giáo cho cô, là chủ nhật là giáo cho cô xong rồi là đến thứ sáu là họ chỉ việc đón về thôi. Còn mọi cái từ giặt giũ rồi là thuốc men các thứ là cả cô cả cây phải quan tâm hết. Mà quan tâm hơn cả con mình. Mùa đông ở khu vực rèo cao Kỳ Sơn, nhiệt độ trung bình xuống rất thấp. Có những địa bàn như Mường Ải, Nang Ngòi, Mường Lống, Hồi Tụ. Nhiều lần xuất hiện băng giá, thời tiết lạnh giá kéo dài trong năm. Hơn nữa nhiệt độ thường bất chợt giảm nhanh. Nên phương án chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh luôn được các nhà trường thực hiện. Tuyên truyền phụ huynh tăng cường chăn ấm rồi là áo ấm cho các cháu, đặc biệt là các học sinh bán trú thì chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là che chắn các cái phòng học, phòng ở rồi là ánh sáng sưởi ấm cho học sinh. Đồng thời nữa là trong cái thực phẩm chế biến cũng như là cơm cho học sinh ăn là luôn luôn phải ấm để đảm bảo là giữ ấm nhiệt cho học sinh trong cái thời gian giá rét xảy ra. Do điều kiện gia đình là khó khăn, các em mới 6 tuổi phải xa gia đình sẽ sống trong ký túc xá như thế này. Dưới cái lạnh cắt da, thì các em được sự chăm sóc của các cô, anh chị lớp trên. Trong vòng tay là ấm áp, thì các em đang lớn lên trưởng thành dần trong từng ngày.